Lấy vô. Cái này là cái gì đây? Cái này là một cái là khi mà cái này rung lên là cái đồ âm cái nó bảo sẽ có. Biết nhiều người không có chỗ giờ ngồi tràn gian đại hải như vậy. Sáng thì dắt mấy đứa con đi ăn đá bào. Chiều thì bố đi ăn đá đẻo. Đẹp đấy nè. Cái này là cục trà xanh trên đỉnh. Còn cái này là ly đá bà. Ô long nưu tiên. Còn cái này là hộp này là cái hộp này là cá hộp mồi. Này là hộp này ăn chung với cái này. Ờ cái nào của ai? Cái này của mẹ anh ăn bánh hai này. Nào của mẹ. Cái này của con nè. Rồi ok. Dâu là của sức khỏe mà. Không, cái này của con. Ô long. Này. Cái này của con. Anh bắt. Cái này của con. Cái này. Rồi, một cá ngừ luôn. Một cá ngừ. Ủa đồ ăn hả? Thì ra là sữa hả? Sữa cô gái Hà Lan. Rồi
hôm nay mình chờ sữa rồi. Này là như của Thái Lan. Ở dưới là có mấy cái thạch. Cái ghế của ông ngoại ngồi. Ông ngoại ông nội ngồi. Giờ tới đồ bố ngồi. Cái này mình mang mang dép Lào. Dép này nó hơi bị màu rồi. Dép Lào thì phải đi đá bào. Mang dép Lào rồi mặc quần trắng chứ không phải mặc quần cam. Đá bào phải đi dép Lào. Rồi ngồi trên cái ghế của ông ngoại là lắc lư cũng giống. Thư giãn cuối tuần. Đi dép Lào quay vô coi đá bào không? À, xin lỗi. Thôi, không sao, xin lỗi. Ở đây có cái ghế nè. Thoải mái không? Rồi đây cánh cửa cuối tuần đi thôi là đang gặp làm đá bào cánh cửa. Cái này gỗ, cửa gỗ. Cánh cửa gì có ra những cái bảng. Ngồi. Cái ly nước này của ai đây? Còn đó rồi. Ngon không Biên? Ngon. Thấy sao? Thấy đá bào này sao? Có được. Không được. Có sổ bị tải. Có đồ bằng bè tới không? Dạ. Bữa rồi bạn bè tới đây tâm sự hả? Nha. Này là bình bông. Bình bông này bốn nhiêu tiền vậy? Chắc hai cái lá dừa vô gắn là bình bông.
đi đâu rồi đi chơi.